Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được con máy mài lưỡi bào của Makitang anh em. Con này là chín mã của là 9300 nha anh em. Đó. Đây thì em xin đọc cái thông số cho anh em mình nha, 9300 nha. Điện là điện trong von nha. Con này công suất của nó là 230W nha. Đó, dòng tua là 3000 đến 3600 dòng trên phút nha anh em. Thì đây nó đi theo máy thì nó có hai cục đá theo máy nha anh em. Đó, bên đây thì nó đá đá mịn nha. Đó. Cây thì đá hơi dày nha, mà nó cũng hơi có độ là mài rồi nha anh em. Đó, đây cái lưỡi mài của nó đây. Đó, máy ngoại hình em vệ sinh sạch sẽ cũng còn khá là đẹp nha anh em. Đó thì giờ em test máy cho anh em mình xem nha. Đó, máy là hoạt động ok luôn nha anh em, không có rung lắc gì luôn nha. Đó, khá là êm ái nha. Đây anh em mình thấy ha, bạc đạn zin của nó ha, là anh em thấy em tắt máy rồi mà cái dòng tua nó vẫn chưa ngừng hẳn, nó vẫn còn quay nha anh em. Đó, thì anh em quan tâm đến con máy mài lưỡi bào Makita thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.